Thưa quý vị, với lợi thế rừng biển, sinh cảnh độc đáo cùng nhiều sản phẩm du lịch dịch vụ hấp dẫn, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Minh chứng là trong kỳ nghỉ lễ này, tuy thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên các địa phương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón gần 565.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tắm biển, tăng 6,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất buồng phòng trên địa bàn dao động từ 80 đến 85%. Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tổng lượt khách tham quan du lịch, vui chơi giải trí tắm biển, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch bãi tắm trên địa bàn tỉnh ước tính trong 4 ngày từ 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 năm 2024 khoảng 565.000 lượt khách, tăng 6,61% so với cùng kỳ 2023. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2024 đạt khoảng 348 tỷ đồng, tăng 16,65% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú gần 129 tỷ đồng, tăng 15,32% so với cùng kỳ 2023. Trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều có các chương trình khuyến mãi cho khách du lịch về giá phòng, các dịch vụ đi kèm trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Em thấy Vũng Tàu là một cái thành phố biển nó trong sạch nè, rồi nó nhiều điểm du lịch, rồi nhiều đặc sản. Với lại em thấy biển ở đây thì tắm nó an toàn. Thống kê của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ Khách Du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tính từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, Vũng Tàu đón khoảng 276.000 lượt khách, tăng 34.000 lượt so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Mấy ngày lễ này thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng là bảo đảm an ninh trật tự cho cái khu vực bãi sau các cái địa điểm du lịch đấy, và lực lượng công an là chủ đạo. Đặc biệt là trong cái dịp lễ này thì có 3 cái đêm diễn, đêm 31 tháng 8 rồi đêm mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9 thì thành phố có 3 sự kiện âm nhạc đấy, thì 3 cái sự kiện này chúng tôi cũng bố trí cái lực lượng an ninh và các lực lượng để đảm bảo cho nó sao nó hỗ trợ an ninh trật tự, rồi vệ sinh, rồi đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc cho biết, dù tổng lượng khách đến Xuyên Mộc trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 giảm, nhưng điều đáng mừng là khách lưu trú tăng đáng kể. Đến trưa ngày mùng 1 tháng 9, công suất phòng toàn vùng Hồ Tràm, Hồ Cốc đạt khoảng 80% với 7.724 khách, tăng 32,56%. Doanh thu du lịch đạt 23,5 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Thì theo báo cáo cũng như các khu các điểm du lịch báo cáo về cho ban tổng hợp á, thì lượng khách tăng không đáng kể nhưng doanh thu lại cao hơn năm so với năm 2023. Thì có những cái chất lượng như vậy thì thứ nhất là nhờ các khu các điểm du lịch có những cái deal cho với du khách tốt hơn và có những sản phẩm du lịch mới lạ hơn. Ví dụ như là vẽ cờ tổ quốc lên nón lá, rồi những cái sản phẩm như là về buffet, về chăm sóc khách hàng. Vào dịp lễ này thì mình thấy ở resort mình có rất là nhiều chương trình, đặc biệt là có workshop vẽ cờ, thì mình thấy nó rất là ý nghĩa đối với cái ngày Quốc khánh, cho nên là mình chọn ở nơi resort này. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, sau lễ mùng 2 tháng 9, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bước vào những tháng thấp điểm của hoạt động du lịch. Các biện pháp kích cầu du lịch sau lễ mùng 2 tháng 9 đang được triển khai rộng rãi và hiệu quả, góp phần thu hút du khách và phát triển kinh tế địa phương. Với sự kết hợp giữa các sự kiện hấp dẫn, chương trình khuyến mãi và biện pháp đảm bảo an ninh, chất lượng dịch vụ, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.